Yo, xin chào tất cả các bạn, thì mình là Gen đây. Và hôm nay mình xin được quay lại với dòng Beyblade Burst God. Với một con bay mà mình phải nói là đẹp nhất của cái dòng này luôn. Thế chính là Trent Fafnir. Ok, và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào bài review nhé. Trent Fafnir xuất hiện lần đầu tiên trong tập Trent Fafnir Winding Up của phần Beyblade Burst God với chủ sở hữu là Free De La Hoya, đã gây ấn tượng mạnh bằng khả năng spin stealing đặc trưng và tuyệt chiêu Nothing Break. Bây giờ, mình sẽ cho các bạn biết một vài thông tin cơ bản về con bay này trước khi vào review chi tiết hơn nhé. Trent Fafnir là con bay đầu tiên có khả năng spin steal, tức là khả năng hấp thụ lực quay, là con bay quay trái thứ hai xuất hiện trong loạt phim Beyblade Burst. Còn hấp thụ như thế nào thì chúng ta cùng đào sâu vào khả năng của con bay này nhé. Về ngoại hình thì Fafnir có màu sắc đặc trưng là vàng gold, xanh sẫm và xanh ngọc ở giữa. Lấy cảm hứng từ một con rồng phương Tây đang nắm lấy viên ngọc. Ừ, thì trên bay chúng ta có thể thấy là ba con rồng đang nắm lấy viên ngọc thực tế. Nhưng mà trên avatar thì chả thấy cầm cái viên ngọc nào cả, chỉ có mấy viên đính trên nách thôi. Bây giờ đã đến lúc chúng ta chui sâu hơn vào khả năng của bé rồng này rồi. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái đây, layer. Đây là một layer stamina type được thiết kế khá tròn và có các chi tiết cao su hình chữ F lòi ra phần viên. Các chi tiết này giúp Fafnir có khả năng spin steal các con quay ngược chiều. Mình sẽ giải thích cho các bạn một tí về spin steal nhé. Spin steal hay rotation absorption là khả năng làm chậm vòng quay của bay đối phương bằng cách lợi dụng nguyên lý spin equalization cũng như là cân bằng lực quay. Thường sẽ xuất hiện khi một bay quay trái đối với một bay quay phải, và khả năng này thường được thể hiện tốt hơn trên những bay có cao su, ví dụ như con Fafnir này đây. Tức là bạn chỉ cần phóng cái con Fafnir này với một lực rất là nhẹ rồi để bay đối phương đấm cho đến khi lực quay của cả hai gần ngang nhau thì thôi. Ngoài ra ở phần đầu rồng còn có các chi tiết sừng màu xanh clear đưa ra phía ngoài như thế này. Với thiết kế như này thì trọng lượng được phân bổ nhiều hơn ra phía vành ngoài của bay, làm tăng một ít quán tính cho bay. Và Fafnir thì thường có 3 răng với độ cao tầm trung bình, ngang với Lost Longinus. Khi đấu với những bay quay trái thì phần sừng này sẽ có tác dụng tấn công, và phần cao su sẽ có tác dụng như một cái phanh làm giảm tốc độ quay của đối thủ. Tiếp theo chúng ta cùng đến với bộ phận khá là quan trọng quyết định cân nặng và sức bền của bay, chính là cái đế số 8 này. Về thiết kế thì ta có thể thấy trên đế số 8 có 8 cái số 8. Và phần trong của disc thì được khoét lỗ như thế này, nhằm tăng quán tính vòng ngoài của bay. Như thế thì stamina lại càng cao hơn nữa. Tiếp theo là về cái thứ mà gây thất vọng với mình nhất trong cả một cái combo này. Đây chính là Nothing Driver. Nothing là một cái driver có cái phần đầu hình mũ như thế này và có lò xo. Về lý thuyết thì cái gimmick này nhằm mục đích ngăn chặn các tác động mạnh lên stadium, làm cho bay giảm thiểu tối đa các chấn động lên bề mặt sàn. Và khi cái núm này thụt xuống thì Fafnir sẽ có thể thực hiện chiêu thức Nothing Break. Nhưng mà đấy là lý thuyết thôi, còn trên thực tế thì không phải vậy đâu các bạn ạ. Cái driver này thì có cái phần đầu không cố định và có khả năng là hơi bị nghiêng như thế này, tức là nó sẽ gây ra cái độ ổn định rất là kém lên cái con bay này, và đấy chính là thứ có thể hủy diệt cái stamina của con bay. Trong khi đó Fafnir chính là cái con bay stamina và cần có ổn định cao để có thể thực hiện cái chiêu thức spin stealing của mình. Và độ ổn định kém còn gây hại hơn khi mà cái này thụt xuống thì phần viền này nó hơi nhô ra. Điều này sẽ làm bay sẽ tăng tốc độ di chuyển xung quanh sàn, nhưng mà sẽ làm giảm stamina cực kỳ nghiêm trọng. Thì cái driver này thể hiện đúng như cái tên của nó, Nothing, chả giúp được gì cả. Nói chung thì Trent Fafnir có giá trị sưu tầm khá cao ở thời điểm hiện tại. Ngoại hình cực kỳ đẹp và sau 5 năm ra mắt thì mình vẫn mê cái thiết kế này của con bay. Còn điểm trừ thì chỉ có cái driver Nothing thôi. Và đấy là tất cả những gì mình muốn review về Trent Fafnir. Các bạn cảm thấy như thế nào về bay này? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.